Hoàng Hiếu. Xin chào quý vị đang cùng đến với chương trình Tiêu dùng thông minh ngày hôm nay. Mở đầu chúng ta hãy cùng đến với lựa chọn thông minh. Kính thưa quý vị, với những người yêu việc chăm sóc cho bàn tay, mà cụ thể là sơn móng tay, thì ắt hẳn đã nhiều lần chúng ta đau đầu vì không biết lựa chọn màu móng nào phù hợp với làn da của chúng ta. Nếu như mà chúng ta lựa chọn một màu móng không phù hợp với làn da, thì sẽ cho cảm giác bàn tay của chúng ta bị thô, bẩn và kém đi sự tinh tế và thời trang. Ngày hôm nay hãy cùng đến với một số những bí quyết của lựa chọn thông minh để chúng ta lựa chọn được một màu móng phù hợp với làn da trắng sáng quý vị nhé. Với những người mà có màu da sáng á, thì cái việc mà lựa chọn màu nail cho mình á, nó có dễ dàng không Thi? Đối với những người có làn da trắng thì việc lựa chọn màu móng sẽ dễ dàng hơn, tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Vậy thì cái màu móng nào á, nó làm cho da mình sáng hơn và cái màu móng nào thì nó sẽ làm cho da mình tối hơn à? Thường thì những cái màu tông màu như là xanh rêu, xanh đậu hay là đỏ đô, đỏ cherry thì sẽ làm tông cái làn da của một người con gái lên. Còn những màu như là màu cam, màu vàng hay là những cái màu dạ quang á, thì sẽ làm cho cái làn da của mình sẽ bị ngâm, bị sậm xuống lại. Vậy thì trung bình á, một cái màu móng thì nó sẽ giữ được bao lâu và có cách nào mà để bảo quản nó được lâu hơn không ạ? Trung bình mỗi một bộ nail á, mình khách hàng có thể sử dụng là tầm 2 đến 3 tuần. Tùy vào cái cách sử dụng của người đó là sinh hoạt hay là làm việc hàng ngày va chạm thì nó sẽ làm mờ đi cái lớp bóng. Thì cách mà mình có thể làm cho cái màu móng của mình trở lại sáng như cũ thì mình sẽ sử dụng nước acetone hoặc là cồn để mình lau qua thì cái lớp bóng của mình nó sẽ sáng trở lại như mới. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với tiêu dùng thông minh. Từ sáng sớm thì các chuỗi cửa hàng siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh đón khách với nguồn hàng hóa chất đầy các quầy kệ trong khu bán hàng tự chọn. Lượng khách mua sắm khá đông đúc, mặc dù vậy theo ghi nhận của các siêu thị thì khách chỉ tăng nhẹ so với tuần trước và đã giảm nhiều so với mức tăng đột biến của ngày hôm qua, tức là ngày 24 tháng 3. Do đã có sự chuẩn bị kỹ để ứng phó với tình huống dịch bệnh nên là các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, nước tinh khiết, sữa, nước rửa tay vân vân được nhân viên cung cấp hàng liên tục, các điểm bán liên tục khử trùng những dụng cụ tiếp xúc với khách hàng như giỏ hàng, xe đẩy, quầy kệ vân vân. Nhân viên được đo nhiệt độ trước khi vào hết ca làm, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên. Tại nhiều siêu thị thì chuỗi cửa hàng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đều bố trí tăng ca bổ sung hàng lên quầy kệ. Một số siêu thị còn linh hoạt mở cửa cho đến khi người khách cuối cùng mua sắm xong, dù trễ hơn giờ đóng cửa theo quy định. Từ nhiều năm nay thì căn nhà của cụ Nguyễn Minh Châu, 91 tuổi, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, luôn được nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến mua những con tôm khổng lồ, làm bằng tre đem về trang trí. Từ những thanh tre thô kệch nhưng qua bàn tay tài hoa, cụ đã cho ra đời những con tôm hùm tre giống y như thật, được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng. Phần đầu của tôm hùm tre nhìn rất phức tạp nhưng được chế tác cực kỳ đơn giản, làm bằng gỗ cây bông gòn rất mềm và nhẹ, sau đó thì phủ lên lớp keo, rải thêm lớp cát mịn rồi gắn râu. Khó nhất là công đoạn tạo dáng cong cong của thân tôm. Thân tôm được làm bằng những khúc tre tròn cưa xéo, xếp theo trình tự từ lớn tới nhỏ dần về phía đuôi và được kết nối với nhau bằng dây thép. Phần đuôi là những miếng tre được chẻ rất mỏng, xếp xòe ra. Rô tôm được làm bằng dây chuối quấn vào sợi thép để dễ ngoe ngoẩy, tạo nét sinh động bề ngoài cho con tôm. Sản phẩm tôm tre của gia đình cụ Châu được phân thành 3 loại, phân theo kích cỡ, gồm loại nhỏ nhất có giá là 350.000 đồng một con, loại trung bình là 400.000 đồng một con, cỡ lớn là 1 triệu đồng một con. Bình quân thì mỗi tháng gia đình của cụ bán được khoảng từ 200 tới 300 con tôm tre, ngày Tết thì số lượng có thể tăng gấp từ 2 tới 3 lần. Và trong sản phẩm tiện ích ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng chia sẻ đến quý vị một giải pháp để chúng ta tái chế và bảo vệ môi trường một cách hiệu quả từ những nút chai rượu vang và những khung tranh cũ thành những kệ đựng đồ trang sức rất đẹp mắt cho không gian sống nhà của mình. Với những nút gỗ chai rượu bỏ đi thì bạn hãy dán tất cả chúng vào một khung tranh, sau đó thì dùng một bản lề đính khung tranh và treo lên tường. Dùng những chiếc ghim nhỏ để ghim vào những chiếc nút gỗ của mình. Và cuối cùng là treo những món trang sức của mình lên từng chiếc ghim. Như vậy là bạn đã hoàn thành xong một kệ đựng đồ trang sức từ những nút gỗ chai rượu vang và khung tranh rồi.
Thưa quý vị, nếu chúng ta còn đang thiếu một chiếc kệ để đựng những món phụ kiện trang sức của bản thân, thì hãy làm ngay đi việc tái chế những nắp chai rượu vang đã bỏ đi cùng với những khung tranh gỗ quý vị nhé. Và đây cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình Tiêu dùng thông minh ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình hôm nay bằng việc truy cập vào website vtv9.com.vn hoặc V9 Giải trí, V9 Online. Còn bây giờ, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn với chương trình Tiêu dùng thông minh lần sau.